Nam Mô A Di Đà Phật Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Người Giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không Tập 109 Mời mở quyển kinh Khoa hội thứ 17 Đếm xuống hàng thứ hai xem thần túc thông nguyện Ngã tác Phật thời Sở hữu chúng sanh Sanh ngã quốc giả Giai đắc thần thông tự tại Ba la mật đa Ư nhất niệm khoảnh Bất năng siêu quá ức đa do tha Bách thiên Phật sát Châu biến tuần lịch Cúng dường chư Phật giả bất thủ chánh giác cái chương này có hai nguyện thần túc thông nguyện biến cúng chư phật nguyện hai cái sự việc này đều là mỗi niềm mong cầu của chúng ta thế nhưng rất không dễ dàng có được trong nguyện văn của di đà mở đầu hai nguyện này chúng ta phải tỉ mỉ mà thấy rõ ràng sở hữu chúng sanh sanh ngã quốc giả đây là nói rõ phàm hệ là người giảng sanh thế giới cực lạc đều có phần đương nhiên cũng bao gồm chính chúng ta trong đó Tôi nói lời nói này Là người chân thật Phát tâm Muốn sanh thế giới cực lạc Họ liền có phần Thế nhưng thế giới cực lạc Có thể đi được hay không? Người xưa nói với chúng ta Pháp môn tu này Gọi là dạng người tu Dạng người giảng sanh Đây là Đại sư Thiền Đạo nói Đại sư Vĩnh Minh cũng có cách nói như vậy Thế nhưng Vào ngày nay Trên thực tế Chúng ta xem thấy Một dạng người niệm Phật Chân thật được giảng sanh chỉ có ba đến năm người mà thôi. Việc này do nguyên nhân gì? Chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân này. Đem trừ bỏ đi nguyên nhân này Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Thì không có chướng ngại Việc này đồng tu chúng ta Nhất định phải nỗ lực. Phải tỉ mỉ quan sát, bình lặng mà tư duy, phải tư duy nhiều. Cái thế gian này chúng ta khổ. Quả báo khổ vẫn đang ở phía sau bạn ngay trong một đời nhận quả báo khổ đồng tu học phật đều biết được đây gọi là hoa báo quả báo quyết định ở ba đường ác tình hình của ba đường ác như thế nào chúng ta không rõ tình hình của ba đường ác cho nên không có tâm lo sợ. Hay nói cách khác, không sợ. Không sợ đọa địa ngục. Việc này thì không còn gì để nói. Không sợ đọa địa ngục, không sợ biến thành súc sanh. Người như vậy, chư Phật như Lai, đến ngay hiện tại cũng không cứu được họ. Đây là trên kinh nói, nhất diện đề, nhất diện đề là không có thiện căn. Phật đến khuyên họ, họ đều không tin tưởng, họ đều không thể tiếp nhận, vì thì không thể cứu. Từ xưa đến nay, các tổ sư đại đức gần như không có ai không khuyên người tụng kinh địa tạng. Học tập kinh địa tạng. Thực tế mà nói chính là học tập kinh địa tạng. Ngày nay chúng ta chỉ đọc kinh, người xưa đọc là học tập, hiện tại chúng ta là chuyên đọc không chuyên học. Cho nên không có ích lợi gì hiện tại cái niệm này là miệng niệm cái chữ niệm này bên trên phải thêm một bộ khẩu có miệng không có tâm người xưa niệm không có khẩu đó là trong tâm chân thật có đó gọi là niệm hiện tại trong miệng có trong lòng không có người xưa chữ niệm này là trong lòng có đó gọi là thật niệm niệm phật trong lòng thật có phật thật có chính là thật lòng muốn học tập học phật học bồ tát họ mới hữu dụng chỉ là miệng niệm không có tâm học tập vậy thì làm sao được vì vậy niệm phật không thể giảng sanh niệm a di đà phật phải học a di đà phật a di đà Phật có tâm riêng tư hay không? Không có. a di đà Phật có thị phi nhân ngã hay không? a di đà Phật có tâm tham sân si mạng hay không? a di đà Phật còn có tạo nghiệp hay không? Chúng ta phải ở chỗ này mà tư lượng. Mà quán sát, chăm chỉ, nỗ lực, mà học tập học giống y như a di đà phật vậy thì làm gì mà không giảng sanh chứ kinh văn tôi còn sợ nó quá dài các vị có không ít người công tác rất bận rộn Không có thời gian đến đọc tụng Cho nên tôi bèn đem nó giảng lược bớt Ở trong khóa tụng sáng tối của tịnh độ Khóa sáng tôi chọn phẩm thứ sáu 48 nguyện Tròn đoạn kinh văn này Làm thời khóa tùng buổi sáng Mục đích của đọc tùng là gì vậy? Hy vọng chính mình Phát cái tâm giống như Đức Phật A-di-đà Nguyện giống như Phật A-di-đà Tâm giống Phật, nguyện giống Phật Mục đích là ở chỗ này. Khóa tối cũng đã chọn ra một đoạn kinh. Là kinh vô lượng thọ phẩm 32 đến phẩm 37. Nội dung của đoạn kinh văn này là gì vậy? Là ngũ giới thập thiện. Tổ sư Đại đức Vậy chúng ta trì giới niệm Phật Hạnh của chúng ta đồng Phật Đó là hành vi của Phật Cho nên đặc biệt chọn ra hai đoạn kinh văn này để đọc tụng sáng tối. Đặc biệt là khóa tối. Đọc đoạn kinh văn này phải kiểm điểm lại chính mình soi xét lại bản thân ở trong kinh phật dạy chúng ta làm chúng ta đã làm được hay chưa ở trong kinh phật bảo với chúng ta những việc không nên làm chúng ta có vi phạm hay không có thì phải sửa không thì cố gắng thì mỗi ngày mới có tiến bộ Phật dạy bảo chúng ta làm mà chúng ta không chịu làm. Phật dạy bảo chúng ta không nên làm mà chúng ta lại cứ làm. Loại người này, cho dù mỗi ngày niệm trăm ngàn Phật hiệu vẫn cứ phải bị đọa địa ngục A Tỳ. Lời nói này là thật, không hề giả dối. Cũng không phải do tôi nói. Năm xưa khi tôi mới học Phật Đọc Pháp Sư Quán Đỉnh Người sống vào thời Càng Long Nhà Thanh Đọc Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Duyên Thông Chương Sớ Sao của Ngài Ở phần sau Ngài nói Người niệm Phật Có một trăm loại quả báo khác nhau Điều thứ nhất chính là địa ngục Tôi nhìn thấy điều này Tôi nghi hoặc Thật sự không hiểu Niệm Phật là việc tốt Người niệm Phật tại sao lại bị đọa địa ngục Tôi cầm bản sớ này Đi thịnh giáo thầy Vào thời đó tôi học giảng kinh Với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Tôi nói điều này con không hiểu con có nghi hoặc vấn đề này của tôi sau khi nêu ra rồi thầy bảo chú hỏi rất hay vấn đề này tôi sẽ không giảng cho một bình chú tôi sẽ lên bục giảng giảng cho đại chúng nghe nguyên nhân gì vậy đem cái hình thức của phật giáo lừa gạt chúng sanh mở niệm Phật đường mở đạo tràng tịnh độ mục đích làm gì vậy danh vọng lợi dưỡng đem tâm này đi xây đạo tràng lãnh chúng niệm Phật rất có thể ở trong chúng sanh thật sự có người niệm Phật giảng sanh rồi nhưng bản thân họ đọa địa ngục a-ti tôi mới hiểu rõ sự việc này suy nghĩ thấy lời thầy giảng rất có đạo lý có lý lẽ cho nên chuyển biến của cảnh giới là một niệm cực kỳ vi tế một niệm giác thì chúng sanh làm phật một niệm mê thì phật làm chúng sanh chúng sanh và phật không có gì khác biệt. Cho nên Phật pháp đại thừa thường nói sanh Phật không hai. Chúng sanh cùng Phật không hai. Khác biệt ở ngay chỗ nào? Giác mê không đồng. Cho nên chúng ta nhất định phải yêu cầu giác ngộ. Làm thế nào mới có thể giác ngộ? Không đọc kinh không nghe kinh thì không được. nghe kinh đọc kinh vẫn không giác ngộ nguyên nhân này do đâu vậy bạn không có học phật chân thật hướng phật bồ tát học tập thì bạn liền giác ngộ cổ đức dạy chúng ta đọc kinh tùy văn nhập quán tùy theo mỗi câu mỗi chữ của kinh văn để khởi công phu quán chiếu đây là chân thật học phật thế nào gọi là quán chiếu làm thế nào để quán chiếu vậy những danh từ thuật ngữ Phật học này người hiện tại nghe ra không hiểu chúng ta không thể không đổi một câu dễ hiểu để nói hai chữ quán chiếu chính là cải đổi quan niệm cải đổi ý niệm quán chính là bạn đối với vũ trụ dân sanh cách nhìn của bạn đối với người sự việc sự vật đó là quán chiếu là trí tuệ bạn dùng trí tuệ nhìn vũ trụ nhìn nhân sanh nhìn tất cả mọi việc nhìn tất cả mọi vật bạn không nhìn sai không nhìn sai lệch đây gọi là quán chiếu phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm tư tưởng hành vi đều là sai lầm tư tưởng sai lầm kiến giải sai lầm hành vi sai lầm tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp tội nghiệp chiêu cảm đến quả báo Mọi người cùng nhau tạo nghiệp Gọi là cộng nghiệp Cộng nghiệp cảm đến quả báo Chính là tai nạn Thiên tai nhân hòa Cái thế gian này Tại vì sao Có những tai nạn này Trong lúc giảng dạy Tôi cũng giảng qua rất nhiều lần cái tai nạn này do chính chúng ta tu hành không tốt không đúng pháp nên chiêu cảm đến người học phật là người minh bạch là người có trí tuệ đã là minh bạch có trí tuệ quyết định không thể đem trách nhiệm đùng đẩy cho người chúng sanh tại vì sao mê hoặc chúng ta làm đệ tử phật không hề đem chánh pháp hoàng dương đây chính là đại tội nghiệp của đệ tử xuất gia đại lỗi lầm bạn xuất gia làm cái gì xuất gia chính là hoằng pháp lợi sanh người ta nhìn thấy bạn lập tức gọi là pháp sư bạn là vị thầy bạn làm thầy mà không hề dạy học vì người ta gọi bạn là thầy chẳng phải là mắng bạn hay sao? Bạn phải gánh giác trách nhiệm giáo hóa chúng sanh, không thể nói cái thầy này của tôi tôi không hề làm việc xấu, chẳng qua là không lên lớp dạy chúng sanh mà thôi. Các vị thử nghĩ xem là một thầy giáo ở trường học gì có được không? Phẩm hạnh rất đoan chánh Làm người rất tốt Thế nhưng mỗi ngày không có lên lớp Ở trường học chính phủ Vẫn là phải cách chức bạn Vẫn là phải xử phạt bạn Ngày nay chúng ta phát tâm xuất gia Khoác lên mình chiếc áo cà sa Chính là làm giáo viên Vì giáo viên này không gánh giác trách nhiệm dạy học tuy là hiện tại pháp luật trong xã hội không khai trừ chúng ta phật bồ tát cũng khai trừ chúng ta rồi long thiên hộ pháp cũng khai trừ chúng ta dây quanh chúng ta đều là yêu ma quỷ quái bạn còn có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp hay sao bạn còn có thể không đọa lạc hay sao đây đều là sự thật quyết không phải là lời giả dối sanh đến thế giới tây phương cực lạc vô số thù thắng vô số trang nghiêm chúng ta nói không cùng tận không những chúng ta nói không hết ở trong kinh phật nói mười phương tất cả chư phật như lai đều cùng nói nói đến một ngàn kiếp một vạn kiếp cũng nói không hết nơi thù thắng như vậy mà không chịu đến vẫn muốn lưu lại ở thế giới ta bà này tạo nghiệp bạn nói thử xem loại người này chẳng phải là hồ đồ đến mức trơ trơ rồi Ở trong một đời này Thọ mạng con người rất ngắn ngủi Người sống được đến 100 tuổi thì rất ít Rất hy hữu Cổ nhân thường nói Nhân sanh thất thập cổ lai hy Con người sống được 70 tuổi là không nhiều Không nên cho rằng tôi hiện nay vẫn còn rất trẻ Ngày tháng tương lai còn dài Chưa chắc Bạn không có ký hợp đồng với Diêm Dương Làm sao biết khi nào ông ta đến tìm bạn Hoàn tuyền lộ thượng vô lão thiếu Một hơi không hít vào là qua đời khác rồi Cho nên người giác ngộ Rất quý thời gian của chính mình coi trọng và quý nó hơn mọi thứ. Nắm bắt thời gian. Quý tiết thời gian. Chăm chỉ nỗ lực tu hành. Dùng thời gian hữu hạn của mình tu cái pháp môn giảng sanh này hy vọng được vô lượng thọ vĩnh hằng thế giới tây phương cực lạc vô lượng thọ là sự thật không hề giả dối đây mới thật là người thông minh mới thật là người giác ngộ chân chánh Nhưng chúng ta nghe giảng kinh Đọc kinh Phật Có khi cũng có giác ngộ Cũng có cảm xúc Tâm hướng tốt Nhưng danh lợi vừa bày ra trước mắt Thì mê hoặc ngay thì điên đảo ngay không thể làm chủ được đây là do nguyên nhân gì cái nguyên nhân này là tập khí phiền não trong đời quá khứ quá sâu mà trong đời này từ nhỏ không được dung đắp phong khí xã hội bất thiện chúng ta trước đây phong tục tập quán lương thiện đôn hậu bị người tây phương phá hoại rồi Hiện nay người Trung Quốc thông thường Trong tâm nghĩ nước ngoài cái gì cũng tốt Ngay cả mặt trăng nước ngoài cũng tròn hơn mặt trăng trong nước Giữ cái tâm lý này Thì đến khi nào bạn mới có thể quay đầu Đến khi nào bạn mới có thể phục hồi lòng tự tin của chúng ta? mới có thể hồi phục được đạo đức tiên hiền điều này không thể không biết cho nên phật pháp không thể không giảng mỗi ngày không thể không giảng kỹ cổ nhân giảng kinh dễ dàng hiện nay giảng kinh khó giảng cổ nhân giảng kinh chỉ giảng một lần là xong họ nghe qua liền giác ngộ ngay hiện nay chúng ta đem những lời của cổ nhân họ nói một câu chúng ta bây giờ giảng thành mười câu giảng thành một trăm câu mọi người nghe vẫn không hiểu có cách gì bây giờ hiện nay khó hơn rất nhiều so với trước rồi nguyên nhân cái khó chúng ta hiểu được cổ nhân từ nhỏ đã có giáo dục gia đình hung đúc trong phong khí lương thiện của xã hội biết nhân quả biết thiện ác Biết đúng sai lợi hại Người hiện nay không hiểu Người hiện nay không tin Người nước ngoài nói Trên thế giới hiện nay có tai nạn lớn Năm 1999 là thế giới tận thế Mọi người nghe xong Thì trong lòng hoảng sợ đặc biệt hiện nay những thứ này tin tức ở trên mạng ở trong nhà quý vị có máy vi tính đều có thể nhìn thấy sau khi xem rồi sợ hãi biết bao có rất nhiều đồng tu đến hỏi tôi pháp sư làm sao bây giờ tôi bảo họ thế giới tận thế có hay không trên lý luận mà nói thì có lý luận gì vậy trong kinh phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh hằng ngày cứ nghĩ thế giới tận thế thì tận thế đương nhiên sẽ đến thôi nó bị bạn nghĩ ra mà vốn dĩ không có là do bạn nghĩ ra mọi người đều nghĩ như vậy thì tận thế sẽ đến ngay nhưng bạn phải nhớ kỹ người nước ngoài nghĩ thế giới tận thế người trung quốc không nghĩ bạn hiểu cái ý này không vậy người trung quốc chúng ta không nghĩ thế giới tận thế họ nghĩ chúng ta không nghĩ chúng ta khẳng định đời đời kiếp kiếp đều có chư Phật Bồ Tát thì hiện ở đông phương. Ở trong phẩm phổ môn đã nói 32 ứng thân. Ngàn nơi cầu, ngàn nơi ứng. Để lộ thân phận không nhiều là vô cùng ít Hoàn toàn không để lộ thân phận Rất nhiều Chúng ta thấy trong lịch sử có ghi chép Người để lộ thân phận Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ Là Phật A-di-đà Tái Lai Trí giả đại sư thời đại tùy đường là Phật Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai. Thiện đạo đại sư cũng là Phật A Di Đà tái lai. Phó cư sĩ tức là phó đại sĩ là Bồ Tát Di Lặc tái lai. Gần hơn một chút là hàng sơn thập đắc ở chùa quốc thanh là dân thù phổ hiền tái lai hàng sơn thập đắc phong can là phật a di đà tái lai thời đại nhà tống hòa thượng bố đại là bồ tát di lặc tái lai đây là cách chúng ta cũng không quá xa có gì mấy trăm năm Có gì hơn một ngàn năm Những chư Phật Bồ Tát này là người không thể ngờ được Nếu như nói Ngày nay trên thế giới Sẽ có tai nạn lớn như vậy Các ngài phải cho chúng ta biết chứ Các ngài không nói Người gần nhất là ấn quan đại sư đầu năm dân quốc mọi người đều biết ngài là bồ tát đại thế chí của thế giới tây phương tái lai chính bản thân ngài đích thực có nói với chúng ta có tai nạn có tai nạn rất lớn quý vị đọc văn sao bạn sẽ đọc thấy rất nhiều nhưng mà không có nói giống như tai nạn mà người Tây phương nói không hề nói. Cho nên chúng ta nghe những lời mà người Tây phương nói kia cũng không nên sợ hãi, cũng không nên lo nghĩ, cứ theo phương pháp của đại sư Ấn Quang dạy chúng ta mà làm thì chắc chắn chính xác. Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta tin sâu nhân quả quý vị phải hiểu rằng thiện pháp của thế xuất thế gian đều được xây dựng trên nền tảng của nhân quả nhất định phải hiểu đây là sự thật Người hiện nay gọi là chân lý Nhân duyên quả báo là chân lý nhân thiện chắc chắn được quả thiện, nhân ác nhất định bị quả ác, nhân duyên quả báo không hề xót lọt. Học Phật, Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật Cả đời không xây đạo tràng Đây là tấm gương tốt cho chúng ta Đại sư Ấn Quang cả đời Ở nhờ đạo tràng của người khác Ngài chính mình chế ra cho chính mình ba điều giới luật Thứ nhất không làm trụ trì thứ hai không nhận đệ tử xuất gia thứ ba không truyền giới cả đời ngài đã làm được đời sống của ngài rất tự tại cả đời làm khách không làm chủ tôi rất kính ngưỡng đối với ngài rất ngưỡng mộ cả đời tôi học lão pháp sư cả đời tôi không có đạo tràng gần đây hồng kông có nhân duyên nói có một lầu chung cư muốn bán tôi xem thấy rất vừa ý gần đây ở hồng kông chúng ta thành lập một hội học hội giáo dục phật đà hồng kông không có hội sở muốn đi mua một hội sở gần đây bên đó có cư sĩ lại cùng tôi ở nơi đó đàm phán chưa đàm phán thành công hôm nay gửi cho tôi một tờ điện tín tốt chưa đàm phán thành công thì tôi cũng không muốn chúng ta đem tiền mua cái căn chung cư đó mau đưa qua đại lục để cứu tai gần đây đại lục lại có xảy ra tai nạn cứu tai là quan trọng còn quan trọng hơn so với xây đạo tràng nhiều trong phật pháp thường nói cứu một mạng người còn tốt hơn xây tháp bảy tầng không nên xây đạo tràng vì vậy phải học tập với phật bồ tát phật bồ tát là tấm gương tốt nhất cho chúng ta học phật nếu như muốn có thành tựu tôi thường nói thường hay khuyên các đồng tu phải buông xả tự tư tự lợi mỗi niệm quyết không vì chính mình mà lo nghĩ mỗi niệm vì chính mình mỗi niệm nghĩ đến đạo tràng của chính mình thì sai rồi các vị xem thấy cư sĩ lâm hiện tại cái đạo tràng này không tệ dường như rất thịnh vượng Vì sao nó có thể hưng dượng lên vậy? Các đồng tu cũ ở nơi đây đều biết. Cái đạo tràng này từ trước các đồng tu từ trên xuống dưới đều vì đạo tràng của chính mình mà lo nghĩ. Nghĩ chính mình, nghĩ đến đạo tràng của chính mình. Không có thần hộ Pháp, Phật Bồ Tát cũng không đến, trong những năm gần đây cư sĩ Lý Mộc Nguyên nhận trách nhiệm ở nơi đây lãnh đạo mọi người ông mỗi niệm vì chúng sanh mà lo nghĩ, mỗi niệm vì Phật pháp mà lo nghĩ, ông nói cư sĩ Lâm không phải là cư sĩ Lâm của Singapore, là cư sĩ Lâm của toàn thế giới. Cho nên Phật cũng đến, Long Thiên Hộ Pháp cũng đến do vậy mới hưng dượng lên do đây có thể biết hưng suy của đạo tràng là tâm lượng của bạn lớn hay nhỏ chúng ta xây cái đạo tràng này là vì chúng sanh niệm phật của toàn thế giới mà xây ông nghĩ đến thật sự cũng đã làm được. Mỗi ngày hiện tại vẫn không đến mỗi ngày. Đại khái mỗi một tuần lễ, mỗi một tuần lễ đều có rất nhiều đồng tu từ các khu vực quốc gia khác đến nơi đây để niệm Phật. Đạo tràng từ trên xuống dưới những nhân viên phụ trách đều là người làm công quả đều là vì những đồng tu bạn hữu mà phục vụ tôi cũng ở nơi đây vì mọi người phục vụ cho nên cái đạo tràng này là thuộc về người của toàn thế giới đó mới là vĩ đại đối với cả thầy phật pháp đối với cả thầy thế giới làm ra cống hiến chân thật Cho nên người ở khu vực này có phước báo Có duyên phận Vì tất cả chúng sanh phục vụ Xây dựng đạo tràng này Tuy quy mô không lớn Nhưng có đạo phong, có học phong hơn nữa vô cùng thù thắng một môn thâm nhập điểm này hy vọng các đồng tu sơ học phải đặc biệt lưu ý vào thời xưa bất kể là trung quốc hay là ấn độ phật pháp thế gian pháp đều coi trọng sư thừa sư thừa tức là bạn có thầy pháp môn này của bạn phương pháp tu học là học với người nào ai là người truyền cho bạn dứt khoát không thể nói không thầy mà tự biết không có cái đạo lý này từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy nên học vấn chân thật chắc chắn phải đời đời truyền cho nhau cho nên học phật chỉ có thể có một vị thầy có hai thầy là hai con đường ba thầy là đứng ở ngã ba bốn thầy là đứng giữa ngã tư bạn không biết theo ai bạn làm sao có thể học thành công được năm xưa tôi đã từng dạy ở viện phật học cũng có người mời tôi xây dựng phật học viện tôi cũng từng làm viện trưởng viện phật học sau này tôi hiểu rõ tôi đã sai cho nên đã sám hối trước phật bồ tát suy nghĩ lại những lời mà tiên sinh phương đông mỹ năm xưa nói với tôi tôi không hề để ý sau này sau khi giác ngộ rồi thì mới biết người thầy ngày đầu tiên tôi vừa tiếp xúc phật pháp thầy đã dạy cho tôi rồi tôi đã quên nó sạch hết rồi thầy nói những gì với tôi vậy trường học hiện nay Thầy giáo không ra thầy giáo Học trò không ra học trò Bạn muốn đến trường để học kiến thức Thì chẳng học được gì cả Sau này tôi làm Phật học viện Tôi mới chợt dở lẽ ra Phật học viện mở rất nhiều khóa trình Mời rất nhiều thầy giáo Thầy này nói cái này tốt Thầy kia nói môn kia hay Khi học trò đang nghe Nghe đến môn thứ hai Thầy giáo phê bình Môn đầu tiên dạy Kinh Di Đà Môn thứ hai dạy Kinh Kim Cang Thầy dạy Kinh Kim Cang nói tình độ không hay Không thể thành tựu Học trò đến hỏi tôi Diện trưởng Vậy phải làm sao? Rốt cuộc chúng con học Kinh Di Đà hay là nghe Kinh Kim Cang? Tôi cũng ngớ người ra Không phải tán tháng lẫn nhau Không phải dung hòa lẫn nhau Mà bài xích lẫn nhau Người nào cũng nói môn của mình hay Người khác đều không tốt Từ đó về sau tôi không làm Phật học viện nữa Viện Phật học mời tôi dạy tôi cũng không đi Tại sao vậy? Lỗi với con em người ta Tư tưởng của họ đã loạn cả rồi Tôi lại có thêm một con đường nữa Chẳng phải càng phiền phức sao Vậy nên không đi Chúc thành tựu này của bản thân tôi Còn may mắn dính được một chút duyên rìa của sư thừa là học với một thầy học bao lâu vậy mười năm thầy giáo truyền giới điều cho tôi có ba điều điều thứ nhất chỉ cho phép nghe một mình thầy giảng kinh chức pháp nghe một mình thầy thôi ngoài thầy ra bất kỳ người nào giảng kinh thuyết pháp không được phép nghe đây là điều thứ nhất điều thứ hai là đọc sách bất kể là đọc sách phật hay là đọc sách thế gian chưa được sự đồng ý của thầy thảy đều không được đọc điều thứ ba vì trước đây tôi đã học qua ba năm những cái anh học được ba năm ấy tôi không thừa nhận thầy đều bỏ hết bắt đầu từ hôm nay học lại từ đầu lúc đó nghe thầy nói ba điều cam kết này thì cảm thấy vì thầy này thật độc đoán thật chiên quyền bất kể đạo lý nhưng nghe nói vì thầy này rất hay có đức có học thế là cũng bèn tiếp nhận tiếp nhận ba điều này cứ theo ba điều này nghiêm túc học tập học được ba tháng thì có cảm nhận cảm thấy phương pháp này rất hay tại sao vậy phiền não giảm bớt trí tuệ tăng trưởng không cho phép anh nghe thì tai đóng chặt không cho bạn xem gì cả thì mắt cũng đóng kín rồi chỉ được nghe mỗi một người chỉ có thể tiếp nhận sự chỉ dạy của một người đi một con đường Con đường này đã đi thông rồi Cho nên ngày nay Có người mời tôi đi giảng kinh Tôi phải hỏi trước Đạo tràng đó Học pháp môn gì Những thầy nào đang dạy ở đó Vừa nghe có rất nhiều rất nhiều pháp sư Cảm ơn hay quá Các anh rất hay rất hiếm có tôi không đi được tôi đâu có nhiều thời gian để đi lên vết xe đổ chứ thế học hay phật học nếu muốn thành tựu một môn thâm nhập quân tu trường kỳ chắc chắn là thành công đến khi nào mới có thể tham học vậy khai ngộ rồi Có rất nhiều đồng tu hỏi Khai ngộ là như thế nào Khai ngộ trạng thái đó Nó thế nào cũng không thể nói được Bạn cũng không cách gì thể hội được Nhưng tôi có thể chỉ ra Một hình tượng gần giống Bạn dần dần mà thể hội Người khai ngộ Lục căng dứt khoát Không bị sáu trần Bên ngoài cám dỗ mắt thấy sắc tai nghe tiếng không bị cảnh bên ngoài cám dỗ nếu như thấy sắc nghe tiếng trong tâm vẫn khởi tâm động niệm vẫn còn ưa thích vẫn còn ghét bỏ thì bạn vẫn chưa khai ngộ nếu bạn sau khi khai ngộ rồi thì tuyệt đối không bị cám dỗ trong Kinh Kim Cang thường nói Bất thủ ư tướng như như bất động thì người đó là người khai ngộ. Tâm địa thanh tịnh hoàn toàn không có mảy may ô nhiễm. Cảnh giới bên ngoài tường tận phân minh rõ ràng sáng tỏ tuyệt đối không bị cám dỗ đây là tướng khai ngộ người khai ngộ tâm địa thanh tịnh chỉ sinh trí tuệ không sinh phiền não lục tổ huệ nam thiền tông lúc ngài đi tham vấn ngũ tổ nói với ngũ tổ trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ đó là khai ngộ rồi chúng ta hiện nay là trong tâm đệ tử thường sanh tạp niệm thường sinh phiền não ngày ngày khởi vọng tưởng chỉ có tham sân si mạng vậy thì làm sao khai ngộ nên biết rằng người khai ngộ không tạo nghiệp nữa người chưa khai ngộ niệm niệm đều đang tạo nghiệp làm sao có thể giảng sanh Thế giới Tây Phương nhìn thấy trang nghiêm thù thắng như vậy Có nhiều cái hay như vậy Chúng ta làm sao có thể đạt được Trước tiên phải biết Thành thật niệm Phật Tôi nói cái đạo tràng này thù thắng Có thể nói từ xưa đến nay Cái đạo tràng này là thù thắng nhất Tôi nói lời này là dựa vào đâu vậy? Có phải là chính mình đang khoa trương chính mình vậy không? Không phải Tôi thì thấy sao nói vậy Niệm Phật đường Một câu Phật hiệu 24 giờ đồng hồ không gián đoạn Nên việc này thì không kỳ lạ Thế gian này có không ít niệm Phật đường cũng làm được Giảng đường Mỗi ngày giảng kinh 2 giờ đồng hồ Việc này rất khó làm được Một năm 360 ngày Không kém khuyết ngày nào Hiện tại ở thế giới này Không thể tìm ra Càng khó được hơn Cho nên nói thù thắng đệ nhất Đều là giảng kinh vô lượng thọ Không hề giảng hai loại kinh Mỗi ngày đều đang giảng kinh vô lượng thọ ngày ngày nhận được huân tập của kinh du luận thọ đây là thế giới đệ nhất chân thật là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu ngày ngày nghe kinh giúp đỡ bạn niệm phật ngày ngày giúp bạn niệm phật ngày ngày giảng chỗ tốt của niệm phật ngày ngày giảng y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương khiến cho bạn tính tâm kiên định nguyện tâm kiên định một lòng cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc đây mới là thế giới chân thật đệ nhất tìm nữa cũng không ra cho dù tìm được có nơi ngày ngày giảng kinh không phải chuyên giảng một bộ kinh cái đạo tràng này chỉ giảng một bộ kinh các đồng tu nghe tốt bộ kinh này nghe không chán nghe qua từng lượt từng lượt nghe một trăm lần nghe một ngàn lần nghe mười ngàn lần đều là nghe không chán tại vì sao nghe không chán mỗi biến đều có chỗ ngộ mỗi biến đều là mới mẻ đây chẳng phải là nói thường sanh trí tuệ hay sao ngày nay chúng ta quan trọng nhất chính là sanh ngã quốc giả chúng ta làm thế nào sanh đến thế giới tây phương cực lạc Phải chân thật phát tâm Phải đem hết thầy thế gian này buông xả Buông xả Xin nói với các vị Dạng nhất không nên hiểu lầm Buông xả ở nơi tâm Không phải buông xả ở nơi sự Đồng tu đại lục Có đem đến nói cho tôi một tin tức Còn viết thư nói với tôi Họ nghe tôi giảng kinh Nói phải nhìn thấu buông xả Họ nhìn thấu buông xả rồi công tác cũng từ bỏ mỗi ngày ở trong nhà niệm phật niệm đến sau cùng không có cơm ăn cả nhà đều quán tháng đến hỏi tôi phải làm sao tôi nói tôi không có bảo bạn buông bỏ công việc tôi bảo bạn buông bỏ thế nhưng không có bảo bạn buông bỏ công việc bạn không có nghe lời của tôi nghe cho rõ ràng Buông bỏ là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước ở trong tâm. Buông bỏ những thứ này. Nếu như Thích Ca Mâu Ni Phật buông xả thì ngài không giảng kinh không nói pháp, vậy thì không có Phật pháp rồi. Ngài vẫn là giảng kinh nói pháp 49 năm, buông ba khắp nơi, nhiệt tâm giáo hóa, nơi sự thì không buông xả, trong tâm buông xả rồi thân tâm thanh tịnh không nhiễm một trần một đời trải qua ba y một bát trải qua loại đời sống này buông xả hết buông xả những thứ này không phải đem công việc buông xả không phải buông xả đi trách nhiệm vì thì bạn hoàn toàn sai lầm đó là bạn trốn tránh trách nhiệm bạn hiểu sai đi ý của Phật Trong kệ khai kinh nói Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Bạn làm sao có thể hiểu sai đi ý nghĩa của Phật Chúng ta phát tâm xuất gia Xuất gia việc thứ nhất Phải nỗ lực học tập Tu dưỡng phẩm đức học vấn của chính mình có phẩm đức tốt, học vấn tốt mới có thể giáo hóa chúng sanh. Người xuất gia ở trong xã hội là thân phận như thế nào? Tôi cũng giảng nói rất rõ ràng. Thích Ca Mâu Ni Phật ngày đã biểu diễn ra là nghĩa dụ, nghĩa dụ chính là không tiếp nhận báo đáp. Nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn quá Người làm công tác giáo dục xã hội Đây là thân phận của Phật ở thế gian Chúng ta làm đệ tử của Phật Học Phật thì phải biết thân phận của chính chúng ta Là một người làm nghĩa vụ đa nguyên văn quá Người làm công tác giáo dục xã hội Vì thì bạn không sai Chúng ta cần phải làm tốt phần công việc của chính mình Làm được viên mãn cẩn dịch vọng tay cư sĩ địa chỉ email vọng tay cư sĩ a gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật